Nguyễn Ngọc Thành, sinh ngày 20 tháng 9 năm 1982. Trong suốt hơn 10 năm thi đấu đỉnh cao của mình, tiền đạo Ngọc Thành đã khoác áo nhiều câu lạc bộ như Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Đông Á, Xi Măng Hải Phòng, SHB Đà Nẵng hay Quảng Nam. Tuy nhiên, có lẽ đa phần cổ động viên yêu mến Ngọc Thành cũng như chính bản thân anh đã nhiều lần tâm sự, quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp của mình là 6 năm thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng. 6 mùa giải không phải là quá dài nhưng cũng không hề ngắn. Ngọc Thành đã nếm trải đủ vị đắng cay ngọt bùi với đội chủ sân Lạch Tray, nhưng tất nhiên, niềm vui chắc chắn nhiều hơn nỗi buồn. Năm 2006, trong trận playoff với Huda Huế, anh là người sút trượt quả penalty quyết định khiến Hải Phòng xuống hạng, nhưng cũng chính anh là người góp công lớn giúp Hải Phòng trở lại V-League sau khi giành vị trí Á quân giải hạng nhất mùa 2007. Dù không thể so với những đồng đội như Leandro hay Elenido de Jesus về sự xuất sắc, nhưng Ngọc Thành có lẽ là một trong những cầu thủ nội được yêu thích nhất Hải Phòng trong quãng thời gian anh chơi bóng tại đây từ năm 2005 tới 2010. Đặc biệt, ở trận đấu cuối cùng gặp Bình Dương mùa 2010, mùa giải cuối của Ngọc Thành trong màu áo câu lạc bộ Hải Phòng trước khi chia tay, bàn thắng của anh đã giúp đội chủ sân Lạch Tray giành vị trí Á quân lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng ở kỷ nguyên V-League. Tôi vẫn nhớ bàn thắng đầu tiên của tôi cho đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh là vào mùa giải 2001-2002. Ngày hôm ấy, tôi chỉ được vào sân để hỏi kinh nghiệm trong bối cảnh đội đang thua 2 bàn, nhưng may mắn, tôi đã có bàn thắng khởi đầu sự nghiệp dù chỉ mang tính chất danh dự cho đội. Tưởng chừng như mở đầu tươi đẹp đó sẽ giúp tôi có một sự khởi đầu thuận lợi thì bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn sa sút, liên tiếp các đội bóng xài thành rớt hạng, rồi đến lượt chúng tôi chuyển giao cho Ngân hàng Đông Á. Xong, mọi thứ càng sa sút rồi chúng tôi rớt hạng lẫn giải thể vào năm 2004. Tôi thất vọng với tình cảnh hiện tại và quyết định tìm biến độ mới cho sự nghiệp của mình. Đúng lúc đó, tôi khá bất ngờ khi lãnh đạo câu lạc bộ Hải Phòng mời tôi. Tôi còn trẻ, lại có máu ưa mạo hiểm nên quyết định ra Lạch Tray, cứ tập rồi quyết định ký hợp đồng hay không chưa muộn. Tôi thấy mình hợp với phong cách thi đấu lẫn cuộc sống ngoài đất cảng nên quyết định ký hợp đồng 3 năm, bắt đầu những ngày tháng lang bạt xa quê. Tôi cảm ơn Hải Phòng là nơi cho tôi chút tên tuổi trong sự nghiệp của mình. Không ngờ, tôi có đến 6 năm thi đấu tại Lạch Tray. Tôi vẫn nhớ như in khung cảnh như mở hội ở sân Lạch Tray trước mỗi giờ thi đấu. Đặc biệt, tấm thịnh tình các cổ động viên đất cảng với tôi luôn không bao giờ phai. Đó là những dòng từ tận đáy lòng của Ngọc Thành mỗi khi nhớ về những ngày tháng không thể quên trong màu áo câu lạc bộ Hải Phòng. Tiêu chung lại những gì Ngọc Thành có được với Hải Phòng, có thể kể ra vị trí Á quân V-League 2010 và hạng 3 năm 2008, mùa giải mà đội bóng đất cảng chỉ vừa mới trở lại V-League. Dù không thể giúp Hải Phòng vô địch sân chơi số 1 Việt Nam, nhưng thế hệ của những Ngọc Thành, Leandro, Minh Châu hay huấn luyện viên Vương Tiến Dũng thực sự đã vô địch, chí ít là trong lòng của người hâm mộ đội bóng đất cảng. Bên cạnh sự nghiệp ở cấp câu lạc bộ, năm 2005, Ngọc Thành cũng được huấn luyện viên Alfred Riddle gọi tập trung U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games năm ấy. Tiếc rằng, Ngọc Thành gặp chấn thương cổ chân từ trước nên không có cơ hội thể hiện nhiều. Đến năm 2008, Ngọc Thành có phong độ ghi bàn cao ở câu lạc bộ, được huấn luyện viên Calisto tập trung lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008. Mặc dù vậy, do quan điểm bất đồng về chiến thuật với ông Calisto, cầu thủ sinh năm 1982 rời đội tuyển sớm. Mãi đến vòng loại World Cup 2014, Ngọc Thành mới được huấn luyện viên Franco Götze triệu tập trở lại và có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cho đội tuyển quốc gia vào lưới của Macau. Dù là một chân sút tài năng, đã khẳng định được chỗ đứng trong dàn tiền đạo nội ở V-League, nhưng đáng tiếc, Ngọc Thành lại không có duyên với màu áo đội tuyển. Rất nhiều huấn luyện viên nổi tiếng khi được hỏi về Ngọc Thành từng đánh giá thế này: nếu so Ngọc Thành với Công Vinh thì cũng phải 1-9-1-10. Thậm chí, nếu ở thời điểm đỉnh cao phong độ, Ngọc Thành còn sở hữu một vài kỹ năng nhỉnh hơn Vinh, đó là khả năng chơi bóng quay lưng về khung thành đối phương, cái bóng và xoay sở trong không gian hẹp, đặc biệt là cách mượn người để lên đầu trong những tình huống bóng bổng. Giờ đây, Ngọc Thành đã chia tay sự nghiệp quần đùi áo số được nửa thập kỷ, nhưng có lẽ anh sẽ mãi nhớ về những ngày tháng tung hoành ở V-League, nhớ về mùa giải 2008 khi anh ghi tới 12 bàn, giúp cho Hải Phòng đoạt huy chương đồng với tư cách tân binh, đồng thời giành luôn danh hiệu vua phá lưới nội. Và chắc chắn, như chính lời tâm sự của mình, cầu thủ sinh năm 1982 sẽ không bao giờ quên tấm băng rôn trong trận đấu cuối cùng của anh cho câu lạc bộ Hải Phòng. Ngày mai, nếu ta phải xa cách, đất cảng Hải Phòng sẽ nhớ Ngọc Thành. Suýt nữa thì Ngọc Thành đã ghi bàn. Trong số những cầu thủ đã ghi bàn nhiều nhất cho Hải Phòng thì De Jesus và Leandro đã lập công trong trận này, chỉ có Ngọc Thành là chưa.